Xin chào tất cả mọi người nha. Mã Long Vlog xin chào các cháu nha. Đây Mã Long Vlog có món cá rô đồng. Giờ để bác chế biến món cá rô đồng nướng siêu cay. Tỏ lắm. Bây giờ bác đi mổ cá nha. Bây giờ cá thì bác mổ xong rồi các cháu. Bây giờ để bác chuẩn bị gia vị để ướp để bác cháu mình cùng nướng nhá. Bác thái gia vị. Thì cháu có thấy cái cá rô đồng này nó to. Cá này cá rô đồng nhưng mà nó sống ở ngoài đại dương các cháu ạ. Bác phải mang kích điện thì bác mới kích bắt được. Cái này nó là cá kết nghĩa với cá ngừ các cháu, nó là anh em với cá ngừ. Như là nó sống ở ngoài đại dương. Nó sống rất là lâu năm rồi các cháu. Đây bác phải cho cái hương vị siêu cay vào đây để cho nó thơm ngon các cháu. Cho tí nước mắm này nó mới thơm, nó mới dậy mùi được. Kết hợp cái nước tự chế của bác vào nữa này, đủ nguyên liệu thành phần gia vị. Bây giờ gia vị bác đã làm xong nhá, để bác vào tẩm ướp cá để bác cháu mình cùng nhau đi nướng nhá. Cái này nướng phải hơi lâu lâu mới chín được các cháu ạ. Cái này nó anh em kết nghĩa mấy cá ngừ đại dương nên là nó sống lâu lắm. Cái này theo điều tra ở trong sách đỏ ra là nó nhiều tuổi hơn bác ấy cháu. Bác năm nay là 50 tuổi rồi mà người ta nghiên cứu người ta lại bảo là cá này nó nhiều tuổi hơn bác thì chắc phải tầm 55 năm rồi các cháu ạ.
Đấy, bác thấy ngon chưa? Chất chưa? Bây giờ bác đã tập nước xong, bây giờ để bác đi nhóm than để bác cháu mình cùng nướng. Cháu nhá. Tí nữa thì hạ cơm. Các cháu thấy thớ thịt nó đỏ chưa? Đây nó sống cùng với cá ngừ đại dương lâu năm nên là thịt nó bị nai các cháu ạ. Nó lai cá ngừ đại dương. À, bây giờ đã chín rồi các cháu nhé. Bác cho ra để mà cho lên để mà các cháu mình cùng nhau thưởng thức nhé. Đấy, các cháu thấy món cá rô đồng kết nghĩa với cá ngừ đại dương của bác ngon chưa? Chất chưa? Mời các cháu lên nhà bác nhá để ăn cùng với gia đình bác nhá. Thì bác ăn nướng xong đã cho lên nhà để anh em đến để uống rượu cùng rồi. Mời tất cả các cháu nhá. Mời các cháu nhá. Mời các cháu nhá. Mời đâu đi. Thế này họ chia dần cá ngừ giữa đại dương sống lâu năm đấy. Này cháu nhìn con cá rô rô đồng nhưng mà nó anh em kết nghĩa với cá ngừ đại dương, nó sống lâu năm ở biển rồi nên là ngọt lắm rồi đó. Bác từ bé giờ hôm nay mới được ăn cái loại rô đồng mà kết nghĩa với cá ngừ đại dương này, ngọt lắm rồi đó. Hai ông ăn lần nào chưa? Nay vừa được lần nào? Nay là lần đầu tiên. Đó.
Rồi, con clip này các bác xin dừng ở đây nhá. Các cháu xem nhớ like, share và đăng ký kênh để mà theo dõi tiếp theo clip của bác nhá. Bye bye các cháu. Bye nhá.